em gái Phương Trang đến lượt ba của Angela là Phương Trinh Nguyễn ăn chay trường trọn đời. Angela là Phương Trinh hào hứng thông báo với fan hâm mộ về người ba đứng sau quán ăn chay đắt khách của mình. Gia đình cô nàng đã nguyện ăn chay trường gần như trọn vẹn. Từ năm 2018, Angela là Phương Trinh bắt đầu tham gia tu tập tại chùa và ăn chay thường xuyên. Đến ngày 1 tháng 1 năm nay, người đẹp thông báo đã phát nguyện ăn chay trường trọn đời. Quyết định của Angela là Phương Trinh ngay lập tức nhận được sự ủng hộ, ngợi khen. Angela là Phương Trinh cũng nhiều lần chia sẻ muốn gia đình quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng và trở thành người Phật tử tại gia giữ tròn giới hạnh. Vào cuối tháng 4 năm nay, cô em gái Phương Trang của Angela là Phương Trinh cũng theo chị ăn chay trường sau 5 tháng tu tập. Diễn viên người mẹ nhí đã vô cùng hạnh phúc khi lần lượt người thân trong gia đình giác ngộ, tu hành theo đạo Phật. Angela là Phương Trinh quyết định ăn chay trường gần 1 năm nay, em gái Phương Trang cũng theo chị chay tịnh suốt đời. Mới đây, Angela là Phương Trinh tiếp tục thông báo trên trang cá nhân rằng ba của mình cũng đã ăn chay trường theo hai con gái sau khi gia đình mở quán chay kinh doanh được 3 tháng. Người đẹp còn tiết lộ, ba chính là người đứng bếp làm ra toàn bộ các món chay tại quán ăn để phục vụ khách. Hơn thế nữa, ông từng âm thầm tổ chức nhiều ngày ăn chay miễn phí để kết duyên mọi người ăn chay nhiều hơn. Người đẹp vừa thông báo ba ruột cũng đã ăn chay trường theo hai con gái bà Angela là Phương Trinh, cũng là người nấu ra các món ăn tại quán chay gia đình đang kinh doanh. Hiện tại, quán ăn chay có tên Tâm Đức của gia đình Angela là Phương Trinh đã mở thêm chi nhánh 2 nhờ kinh doanh đắt khách. Em gái Phương Trang là người trực tiếp đứng ra quản lý cả hai cửa hàng thay chị. Gia đình người đẹp tính, đến nay đã có 3 người phát nguyện chay tịnh trọn đời khiến nhiều khán giả khâm phục. Thời gian này, Angela là Phương Trinh hầu như vắng bóng khỏi showbiz. Cô nàng hiếm lắm mới tham gia sự kiện hay chụp ảnh thời trang. Phản chỉ thấy Angela là Phương Trinh tới lui chùa chiền, tham gia làm việc công đức và chăm lo cho quán ăn chay. Có lẽ sau gần 15 năm bén duyên với nghệ thuật, cuối cùng Angela là Phương Trinh đã tìm thấy cho riêng mình con đường an yên thay cho những thứ xô bồ trong showbiz. Angela là Phương Trinh tu tập tại chùa và dường như không còn mặn mà với showbiz sau gần 15 năm bén duyên với nghệ thuật. Theo Thế Giới Trẻ. Thank you.